Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tạp chí Khỏe Đẹp. Đây là chương trình mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích về việc tập luyện thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe cũng như chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thưa quý vị, không có thời gian là một trong những lý do hàng đầu được nhiều người đưa ra để lý giải cho việc không tập luyện thể thao. Và thực sự thì điều này có thể phần nào hiểu được, bởi bên cạnh việc đi làm thì chúng ta còn phải dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là những ai có con nhỏ thì sẽ càng bận rộn hơn nữa. Nhưng mà theo Tú Văn nghĩ thì thực tế nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách, nên vẫn luôn có hướng giải quyết cho những người bận rộn trong việc tập luyện thể thao. Ví dụ như có thể tranh thủ vào buổi sáng sớm, tối muộn hay thậm chí là bất cứ khi nào rảnh. Hoặc đơn giản hơn, Khỏe Đẹp sẽ bật mí cho quý vị khán giả một cách vừa tập luyện vừa có thể dành thời gian bên những người thân yêu. Đó chính là lớp nhảy Supple Dance dành cho gia đình tại quận 1. Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu, và một trong những cách đơn giản nhất chính là dành thời gian bên nhau, cùng chia sẻ, học hỏi, khám phá những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Và đó cũng chính là lựa chọn của các bậc phụ huynh tham gia lớp nhảy Supple Dance gia đình tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1. Mình thấy cái hoạt động này nó rất là thú vị, tại vì bình thường mình chỉ đưa bé tới các hoạt động thể thao rồi ngồi chờ rồi ngồi xem bé chơi, mà ít khi nào mà mình được tham gia. Cái lớp này cho phép mình với bé cùng tham gia một cái hoạt động để gần gũi rồi kết nối hơn với bé. Là do là các con đi học về, sau khi học thì ôm điện thoại nhiều quá. Thứ hai đó là thời gian vận động của bố mẹ cũng như sự gắn kết của gia đình ấy, nó không có nhiều thời gian. Buổi tối nó về các con ngủ sớm, thế nên là ý tưởng của bà xã là cuối tuần để cả gia đình gần gũi với nhau, rồi có nhiều thời gian ở bên nhau, vào cùng con ấy, hòa nhịp cùng các con luôn. Mình cảm thấy là vui vẻ cùng các con, nhìn thấy các con vận động mình phải vận động theo. Không chỉ vừa vận động thể chất, vừa kết nối cùng những người thân yêu, vì con trẻ được học một bộ môn mới cùng ba mẹ cũng hỗ trợ đắc lực cho khả năng tiếp thu của bé, giúp bé sớm cảm nhận rõ hơn tình yêu thương cùng giá trị của gia đình. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần cho sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm thấy rất là vui mà cái mục tiêu của mình là để cho con tự tin hơn ý. Thì sau khi tập xong thì nói chung là đi chơi hay đi đâu các em vẫn rất là nhiệt tình, vẫn là vui vẻ. Ba mẹ con đi rất là vui, rồi về còn kể nhảy này nhảy kia, rồi còn tập cho nhau nhảy nữa. Khi mà con học nhảy về, con thấy lúc đầu thì hơi mệt, nhưng mà lúc sau thì sau khi quen rồi thì cảm thấy khá là nhẹ nhàng và thoải mái. Ngoài học ở trên đây ra thì về nhà con còn chỉ cho em một động tác dễ để em có thể tự nhảy được. Con thích nhất động tác đây, con nhảy với mẹ với ăn hai vui hơn. Cảm nhận con thấy sao? Con thấy vui. Cái gì nhảy bước chân á. Muốn cuối tuần được đi cặp nhảy với mẹ. Thì Supple Dance thì đa phần là những cái bước nó lặp lại khá là nhiều. Và khi mà mình nhảy theo nhạc ấy, thì khi mà mình tập đi tập lại và mình ghép những cái bước của mình thành một cái tổ hợp, là một cái môn mà mình cảm thấy là cả gia đình mình có thể nhảy chung, mình có thể chơi chung với nhau và quay clip chung với nhau được. Nhảy múa nói riêng và thể thao nói chung cũng không có giới hạn. Lớp nhảy Supple Dance gia đình sẽ chỉ là bước khởi đầu cho sự ra đời của ngày càng nhiều loại hình tập luyện thú vị, được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng người tập khác nhau, để tất cả cùng thử sức và tận hưởng niềm vui cùng những giá trị bổ ích từ hoạt động thể chất. Sức khỏe, hạnh phúc đều bắt nguồn từ lựa chọn của mỗi người. Vậy tại sao chúng ta lại không lựa chọn cho mình một loại hình thể thao để có sức khỏe và hạnh phúc ngay từ bây giờ?